Team mình nghe nói bên Bến Tre đang mở công viên nước rất là lớn luôn, nên team mình sẽ qua Bến Khám Phá, các bạn cùng theo dõi nha. Trời ơi, con nghe cái công viên nước lớn là con bắt đầu quá thích rồi á. Yeah, với chị nữa nè, uống một khoan, hôm nay là Hiếu Trang với Như rồi nha. Ừ đúng rồi, em nói đầu ta. Tại chị Trang á, của em á, bị bệnh cảm rồi. Còn Như thì cô nghe nói là nay sinh nhật Như nên là không có quay được. Thôi mình đi lên xe đi tụi con. Dạ. Rồi, team mình đã tới công viên nước ở Bến Tre nha các bạn. Ôi chú ơi, nhìn đảo chú ơi. Wow. Ôi chú, nhìn cái câu chữ nè. Quá đã luôn. Ở đây rất là đông người luôn nha. Và bây giờ mình coi vé làm sao ta. Đợi lấy chú. Ở có cái bảng nè. Người lớn 125, trẻ em 85. Nếu mà có buồng thú luôn là thêm 65 nữa. À, người lớn combo. Thôi chơi combo đi nơi. Ừ, thôi combo luôn đi. 145 là có bao gồm buồng thú luôn. Rồi, bây giờ là mình vô mình thay đồ nha. Dạ phòng này là chỉ có team mình thôi, giờ mấy đứa thay đồ đi. Yeah. Anh chú thay đồ chứ còn cái gì vậy? Ừ, chúng ta đi chứ. Ờ, quên. Rồi mình thay đồ xong, giờ mình thuê mấy tủ locker này 10 ngàn một tủ, giờ mình cất đồ vô. Rồi, đóng lại. Rồi, team mình đã thay đồ xong rồi, vô công viên rồi nè. Rồi, bây giờ mấy đứa muốn làm gì trước? Bây giờ làm em nước thôi. Qua bánh xa trước hả? Lấy điện đi nhâm nước chú ơi. Ừ. Vô. Mới vô chơi massage liền luôn. Ờ cái này con ống sên mà nó phun qua nước dữ vậy. Ờ thì xuống hả, dậy nước lên. Thấy là mình tập viên này cũng được rồi đó. Qua bển nè. Rồi mấy đứa qua bển đi mấy đứa ơi. Yeah. Rồi bây giờ là mình chia đội ra mình chơi hay đi chung? Yeah. Đi chung đi. Giờ là Minh cầm một cái bộ đồ rồi, Mạnh cầm bộ đồ rồi mình đi quay mấy góc quay mà cho mấy bạn xem nha. Ok. Ủa chút em chơi được cảm giác mạnh không? Được nhưng mà em hơi sợ thôi. Thôi không sợ thì không có gì em sợ đâu. Thôi đi anh là chơi. Thôi đi. Theo anh đi đi. Chọn theo ai? Mạnh theo anh Minh đi. Rồi ok, đi. Đi luôn. Ờ cái gì? Rồi bánh cu quay của đất rồi. Wow. Trời ơi. Minh mạnh dữ ta. Wow, nãy giờ anh vô đây em thấy nè, cá là thấy phái rồi đó. Quá đẹp luôn. Ơ giờ mình xà mó đi anh em. Anh ơi, nó cắn tay tôi rồi, nó cắn tay tôi rồi. Anh em luôn. Cho anh được vậy. Anh chú đánh cái mặt em. Ờ anh đâu đi đâu. Trời ơi, nhà viên cá đâu có thể vậy? Nhà viên cá bắt đạn. Em ơi, con viên nước ở đây đảo quá, hay là mình vô đi nha. Ok, vô mấy em ơi. Here we go. Hello anh em nha, bây giờ mình sẽ vô khu vui chơi của nước nha các bạn. Dạ mình sẽ vô chơi. Trời chụp yếu quá. Hai người nha các bạn, mình với anh ha. Đi ơi. Here we go. Chụp yếu quá. Trời ơi, sao nó nhẹ quá vậy trời ơi. Ủa mọi người. Rồi dạ tới mình chụp nha. Không biết có sao không, có nghe nha. Rồi đi đi. Nó đẹp quá. Bỏ dẫn cho mình nha anh em. Ôi. Tới từ từ anh em. Chị ơi. Tới từ từ anh em ơi. Ôi. Trời ơi, này nước yếu quá anh em ơi. Thôi mình xuống cái này nữa chứ mình qua kia chơi. Lần đầu tiên mình chơi cho này nha các bạn. Ok. Ôi gì ơi. Mình yếu quá. Rồi tới mình nha các bạn. Rồi đi. Chờ con mà con ơi. Quá đã lắm luôn các bạn ơi. Ơi xảo quá à, lỡ lắm xuống rồi. Thôi xuống cái này luôn. Ôi ôi uống nước quá trời rồi. Không giờ chút được không chút. Dạ rồi. Được, cái đó là nước sắp cho mũi á nha.
Bây giờ anh chơi cảm giác như thế nào chút? Em thấy vừa đã mà vừa thích lắm anh ơi. Thôi thôi bây giờ mình qua cái chiếc mạnh chơi đi. Yeah. Tụi con chơi mấy trò đó đi, cô với đây cổ vũ rồi chứ cô thấy con sợ rồi đó. Rồi bây giờ xin lên nha nè em. Wow, từ đây nhìn xuống cũng cao lắm nha. Thấy tổng quát được ở đây luôn. Anh đang chuẩn bị vô hết nha nè. Rồi, bạn sắp bị được đi đây. Hai, ba, chơi. Nước chưa mũi xíu xíu nha nè em. Rồi bây giờ tới mình nha. Ok. Quay lại. Trời ơi. Đi này nè. Đã như trời. Ôi trời chết đã nha mày. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chơi cái ống kia như vậy. Anh Dung dám chơi không Minh Dung? Tới đây rồi, thử hết tất cả cái trò chơi chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Muốn chơi trò trượt ống nước này mình phải xếp hàng như vậy nè. Ôi, hỏi quá anh em ơi, để mình trượt xuống một quéo luôn á. Rồi, giờ là Mạnh test thử nha. Được rồi, đi nha. Đi nha. Có tâm mình mù luôn quá thôi các bạn ơi. Quá đã rồi. Anh em quá là nhẹ các bạn ơi, không có gì phải gọi là mạnh chơi. Ê, mày đứng rồi. Mày đứng rồi mày. Kẹt hả mày? Dạ. Cái chơi cởi áo rồi đi nhanh lắm. Chơi cởi áo lại đi nhanh lắm. Dạ. Rồi, lên rồi hang giùm mày luôn nha. Rồi, 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 vô. Lấy nó cả qua, lấy nó cả qua. Phải không? Cả các bạn. Anh đang khúc giữa đó, bây giờ gần lấy cái mình đứng luôn. Rồi, tới Vinh. Đẹp chưa? Đúng nha. Đúng không? Đó cũng tốt mà bị kẹt quá. Ờ ghê vậy, chắc đầu dốc nó thấp quá chứ gì. Đúng rồi, cái áo nữa chứ rồi. À. Đi nha. Bây giờ tới mình nha. Bây giờ là chú nha em. Thôi chú về. Rồi tôi thôi nha. Ở đây tối quá không thấy gì hết trơn á. Cái đầu dốc cũng dữ nha. Wow, ra nè. Quá đã luôn. Rồi anh đang chào anh em luôn. Wow, quá tuyệt vời. Chú nha anh em. Chơi nè anh em. Ủa sao Minh thì đi từ từ kìa Minh? Đúng đúng. Dạ tại vì chạy đi cũng đó là nó bị không có chịu xuống. Hồi nãy có dán áo lên không? Có lên sao kỳ ta, chú đi nhanh lắm mà. Ôi trời, ôi trời, mấy 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 mấ
qua chào biển đi. Rất là nhiều bé fan rất dễ thương luôn anh. À rồi, chào bạn nha. Rồi mình qua chào biển nè. Cái này có biển nhấp nhô không ta? Có. Sống đánh nữa chú. Ở đây có ghế ngồi mệt nè. Ôi chứ tao là đã quá. Trời ơi, em là con trai em mới nhường cho chị chút đi. Chút chút. Trời ơi, cái bao này sao không chứ bạn chút được. Nhưng bao như anh học nữa. Nhìn xịn chưa? Cái này béo hả? Cái bao này hả? Nó hợp cho bạn chút nè. Cho em á bạn chút. Rồi giờ bao của anh mạnh gì của anh là em chọn ai? Trời ơi, bao của anh thì mạnh mẽ quá. Em phá trẻ to như vậy nè. Xin lỗi em à. Anh nhớ anh đó nè. Anh làm anh nhớ em được chứ. Hello anh em, dầm sẽ vô chơi thôi. Trong tay mình có cái phao nha các bạn. Dầm sẽ vô trọng chơi sóng biển nha. Thử coi phao nó mạnh cái nào. Gì? Anh mạnh sao vậy? Vô trọng thử chơi sóng biển á mấy em chơi không? Chơi nữa. Đây đây, mấy em có phao chưa? Chưa. À, phao này của anh. Anh em tính chiến của anh hả? À. Đây kia. Ờ, chọc vô, chọc vô. Chui vô đây này, chui vô, chui vô. Mình sẽ chui vô phao nha các bạn. Ồ, phải lắm, phải lắm. Ở đây nước sông bập bành. Ở đây nước sóng dập chiều đã quá à. Anh nào ngủ một giấc cũng được luôn anh vô. Mình lên bao không được các bạn. Mình lên được không? Để mà đã lên, trời ơi dở Vinh. Đau quá các bạn ơi. Hồi tới rồi anh em ơi. Hồi tới rồi. Hồi tới kẹo nổi rồi. Hồi tới kẹo nổi rồi. Team mình đã thay đồ xong thì giờ mình sẽ qua lấy phần bắp rang bơ có trong combo á, rồi mình đi bên chợ thú nha mấy đứa. Wow, bắp rang bơ đẹp này mời. Ồ, ngon quá. Ngon á. Mình vừa ăn bắp mình vừa đi vườn thú nha các bạn. Ngon quá. Tắm lạnh mà lên ăn bắp rang bơ nó nóng nóng giờ đi đã quá các bạn ơi. Thì khu vui chơi này là sát xong luôn nha. Làm gì đó. Con là một người con. Đúng rồi. Có trách nhiệm. Đây là lối vào vườn thú nha, Tiny Zoo. Rồi, vô anh em ơi.
mọc đâu, mọc đâu, mọc đâu cho chị coi, mọc đâu. Rồi ok mọc. Ôi đây là con đàn gà không bú nha, này là LL333KKK gì nè. Đọc gì tới ngoài luôn mới xong chữ vậy. Đây con lạc đà này nhìn rất là dễ thương luôn nè. Ôi ngộ ha. Các màu vàng đẹp quá ta. Wow, mới vô là gặp mấy em két rồi nè. Tức quá anh ơi, cho nó nè, lấy tay nè. Chim két đẹp dữ ta. Thấy không? Rồi. Ở trên á có màu vàng nè, màu đen nè, rồi có màu xanh nữa nè, anh thấy không? Ừ. Dưới nè. Chim két này nói chuyện được nhưng mà giờ nó chưa đủ tuổi để nói. Thấy nó còn hơi nhỏ. Ừ. Chưa nói được ra. Wow, chim két này dạng quá ha. Chim két của Vinh màu vàng nè. Sợi này là chim yến phụng. Chim két, chim của đỏ với chim bồ câu chơi con này. Chim, chim yến phụng hả? Dạ đúng rồi, con này là yến phụng. Sao thấy cái mặt nó giống con két quá ta? Két ở trên đó, xuống đó. À mấy con xanh xanh đó ha. À, anh ơi, điều là ông không mong muốn đó là nó ị hiện tại. Trời ơi, xuống yến quá. Ở con chim yến phụng màu xanh đẹp dữ vậy? Em phụng nó. Thấy được không? Sao nó né hoài vậy? Ôi, nó hơi nhát. Cái gì vậy? Ăn xít luôn, chết rồi. Ăn xít rồi. Ủa sao con két lên dây không được vậy Dương? Dạ, con cát mình bắt lên bỏ lên. À, bắt để đâu nó nằm đó hả? Mấy con này nó vàng khè luôn. Khè luôn ha. Đeo. Vậy là mấy con chim này nó chỉ đứng thôi, nó bay nhẹ chứ nó không bay cao được. Ôi, nó buông tay nỉ bậy. Nha, hẹn của bọn mình chín nha. Ôi, nhìn cái con chưa. Mày nhét không hả? Ôi, đã lắm mày. Nó đi tay mình. Em để lên lưng á. Nó lên ta. Ủa, nó lên rồi nè. Thích chim. Rất là thích chim. Mày thích chim không? Có chứ. Chị có thích chim không? Có. Anh Mạnh sao cô đó, anh Mạnh muốn chơi với anh Mạnh. À, Na với Hôn Sao là bên đó ha. Con này là con sao à? Ờ có bánh kìa. Ờ nó lại kìa, nó lại á. Đó. Rồi nó lại kìa đất. Trời hay vậy ta. Ờ đất kìa quấn liền đúng hay vậy. Ờ. Mà nó khoái con kêu kiki nó lại thôi à. Thôi giờ đi cho chỗ khác đi. Ở con đó chim tỷ hay con gì vậy? Ok. Chim gà dữ đó. Con này chim tỷ hay con gì ta? Wow. Đây nè con chim công trắng nè. Giờ mấy đứa không đi nữa hả? Dạ, nghỉ chưa chú ơi. Đâu đâu, coi thử coi. Quá wow, quá trời thiên nga luôn vậy. Ờ, thiên nga đen với thiên nga trắng nè. Ôi, nó đẹp quá ta. Thiên nga này đẹp quá hả? Ôi, chú, cái chân lên lắm, cái nghe mà nó giống coi được hả chú? Ừ, nó có cái bàn chân á, nó quạt đi lỡ bơ được hả? À thức ăn miễn phí hả? Đâu lại coi. Để cho ăn miễn phí. Đâu lấy thức ăn đi. 10.000. À vậy là 10.000 phần ha. Nhưng mà Vinh làm miễn phí gì Vinh? Miễn phí. Rồi lấy một phần đi. Ừ đi chọn đi ăn kìa. Rồi bây giờ mấy đứa cho cụ ăn đi. Vô chuồng hả? Vô chuồng luôn đi. Rồi bây giờ mình qua bên cho mấy con cụ bên đây. Rồi mấy con cụ bên đây nó thấy chạy qua nè. Rồi cụ bên đây lông nó xù quá ha. Wow. Ừ. Con vô đây là rồi, nó xung quanh nó bu con rồi. Chạy. Rồi nó kiếm theo mình nó ăn cái gì kìa. Ui trời ơi, cứng nhắc luôn á chú ơi. Ừ. Kêu mấy chục túi lại ăn kìa. Ừ, cái con này là thuộc loại dây nhỏ con. Ở đây là loại dây lùn nè. Mấy dê này là dê cổ đại luôn á, cái sừng đó kìa. Mà vẫn còn nhỏ. Ừ. Nó liếm kìa chú. Rồi bây giờ mình qua khu thỏ Hà Lan. Vô đây là ấp nở hả chú? Ở cái nhà của nó đó. Ở thỏ ngọc. Trời ơi, con thỏ trắng tinh luôn. Wow. Con lấy gì cho nó ăn coi? Dạ con muốn cho nó ăn xong luôn á. Trời chú vô nhà nó rồi. Chụp đôi tay. Ôi trời chạy hay vậy. Chụp Vinh, chụp con này Vinh. Chụp đôi tay Vinh. Rồi chạy rồi. Đâu sao phân biệt được, thỏ đực thỏ cái. Thỏ đực này chú hả? À, thỏ đực, rồi hiểu rồi. Qua ở đây một nhà thỏ luôn nè. Hello. Ôi, có nhà này ấm dữ ta. Wow. Wow, con thỏ nó ăn bắp hả Tài? Wow, con thỏ nó ăn bắp nhìn dễ thương quá ta. Cái miệng nó nhâm á. Ủa chú ơi, sao giờ hú này có mấy con vậy à? Đúng. Ờ, cái này là mới mở, người ta chưa có đem nhiều vô. Sau này người ta nhập nhiều con lạ vô nữa. Mấy anh ơi, ở đằng kia có gì chơi kìa. Hay là mình lại đẳng chơi đi. Ơi đây có cái bà chị đảo à. Ủa, chơi. Ê,
Dạ với là nặng ký rồi nha bạn. Tức là nhỏ con nhưng mà nhẹ ký luôn. Đã không? Ở đây người ta có trưng bày mấy con rồng gì nè anh em, nhìn ngẫu à. Wow, mấy con kỳ đà này đẹp quá ta. Vậy là cái khu xanh xanh đỏ đỏ này là mấy khu trò chơi trẻ em nè. Trời mưa mà đi trượt gì. Rồi thử coi mặt bên coi. Con nhẹ hơn anh Minh mà. Đâu rồi chiếc này, chiếc này Minh thua rồi. Thôi con vậy mình nó cứ nhảy nhẹ nào thôi, nó nhảy cùng nó. Vô, vô nhảy kìa. Vô. Con nhảy đi. Con gì vậy? Nhảy vô. Đó nhảy nè. Thấy sở thú ở đây ít con chưa có đa dạng lắm các bạn ơi. Bây giờ team mình sẽ về và ghé ăn nha. Ok. Hôm nay mấy đứa trải nghiệm ở đây cảm thấy như thế nào? Vui rồi. Vui rồi. Vô luôn. Con là con khoái chứ con còn chạy nữa. Nó chạy vung vung rồi. Anh thấy khoái cầu chuyện một team đó, nó tròn tròn quá, quá trời đã lắm. Còn tay cảm giác thế nào? Vui luôn, tắm biển như tắm biển nhân tạo, biển tao ha ha. Rồi bạn mình họ rốt qua rốt với mạnh sao thấy vui mà lúc đầu đó nó hả họ đi là con đi con đi phải không? Dạ. Con là con là ưng mấy cái trò chơi này rồi con. Yeah. Nhưng mà nó còn quá nhẹ. Yeah. Đừng mấy con mệt chứ. Chứ sao em trời em mệt lắm. Mới vô bạn